face in your face. Ok, hello các bạn, mình là Sơn Lét, đó là Hồ Cao, mình chia sẻ cho bạn 3 điều bạn cần làm để có thể deep ngon lành và hiệu quả nhất nhé. Điều đầu tiên đó là bạn phải biết sử dụng nhóm cơ cầu vai để hạ vai xuống bạn ha. Khi lên deep là giống như vậy, thường khi deep bạn sẽ bị gì nè, các bạn phải dùng cơ cầu vai để đẩy lên như vậy mới là ok nhất các bạn nha. Điều thứ hai đó là cùi chỏ của bạn khi bạn xuống, bạn khép về eo bạn ha, thì khi bạn khép về eo á, áp lực nó sẽ lên ngực vai tay sau nhiều hơn. Nếu như khi bạn xòe ra ngoài giống vậy thì áp lực nó sẽ lên cổ tay, kiểu tay và bả vai. Khi dip nó sẽ giống vậy, đây là đúng nha các bạn, đúng khép cùi chỏ không đúng. Và điều thứ ba, cái này là tùy vào cái mục tiêu tập luyện của bạn, nhưng mà để tập deep an toàn và hiệu quả nhất, không bị chấn thương các bạn, thì khi bạn deep xuống, cái vai bạn nên đổ tới phía trước, vai bạn không nên rớt xuống đây các bạn. Đồng ý là rớt này nó sẽ vào ngực nhiều hơn, nhưng mà bù lại rủi ro chấn thương cao lắm, nên mình khuyên các bạn là khi vai xuống đổ tới phía trước cũng vậy, nó sẽ không phải là dày các bạn, không phải là deep dày, thấy không? Là cái vai mình nó xuống ngay cái cổ tay, deep của bạn xuống lên tới phía trước cũng vậy. Nó sẽ an toàn cho khớp vai của bạn hơn. Nếu muốn tập ngực, bạn có thể tập những bài khác hiệu quả hơn, mình sẽ chia sẻ ở clip sau.